Chào anh chị em mình, hôm nay là 12 tháng 3 mình giới thiệu một cái lô linh sam hồng. Thì hôm nay đặc biệt là một cái lô linh sam hồng giá 100k ha. Nhiều lắm, cây 100k nhiều lắm. Và cây đang ra hoa luôn. Rất dễ cho anh chị mình thấy cái mặt hoa. Và kế đó là thông báo cái bài mai vàng số anh chị mình quan tâm. Rồi, thì cái lô này á, là mã số 124 trở lên là linh sam hồng. Thì đặc điểm của linh sam hồng á, là ít gai, mùi thơm nhẹ và bông nó thì như cái mặt hoa mà anh chị mình xem ha. Đây nè, cho anh chị mình coi này. Cây này thuần chậu thì cái ưu điểm của anh chị mình là được bao ship nè, thần chậu nè, giá nó cũng 100.000, mình trải nghiệm ha. Nè mặt bông nó nè, thì cây nào nó cũng như vậy ha, cây nào cũng cũng sau này. Đây mặt bông nó nè. Rồi cái cây số 124 đầu tiên là 100.000, anh chị mình lựa là nhớ cái mã số giùm em nha, nhớ cái mã số 124 giùm em, và mình sẽ đóng hàng mình giao cho bà con mình cái cây, những cái cây này thần chậu ha. Còn việc bao sống thì số anh em mình hỏi bao sống không là không có bao nha. Cái cây này nó rất là khỏe tại vì nó nằm thần chậu như vậy rồi, còn mình về mình không tưới, mình bỏ, mình không chăm sóc thì nó không sống thì bình thường ha. Còn em là em không có bao như những cái chỗ khác ha, tức là cái cây này nó khỏe rồi. Thì gia đình mình tìm hiểu kỹ cái chỗ tùy theo cái chỗ bán đây. Linh sam hồng cái này thuần chậu nha, nguyên cái lô này thuần chậu hết chứ không phải một cây đâu nha, thuần chậu hết và nằm trong chậu luôn. Và khi em đóng hàng em giao cho bà con mình thì nó vẫn còn nằm ở trong cái chậu ha, không có tháo ra đó. Cho số anh chị em mình mà mới chơi á, còn mà đã chơi lâu thì người ta nhìn như vậy thì người ta biết chắc khỏe rồi đó, không có cần phải hỏi là bao sống hay không. Rồi 124 giá của nó là 100k nha. Cái lô này 100k nhiều lắm. Mình đánh mã số tới 125 cũng 100k. 125 100k. Đây. Đây 125 100k luôn. 126 hơi to xíu ha. 100k luôn. Bà con mình lưu ý cái ngón tay của em, tại vì những cái cây này mà em đo là mất thời gian dữ lắm. Nó là cái cây chứ không phải là cái nhánh nha anh chị em mình. Cho nên là lưu ý giùm em, mình 100.000 em không có đo ha. Đây 127, 124, 125, 126, 127. Bà con anh chị mình ưng cái cây nào mình ghi cái mã số nhìn vô, cái khi mà mình chốt xong em sẽ gọi mình nhắn tin là chốt cái mã số mấy nha, rồi mình cho địa chỉ mình gửi luôn. Bông nó tuyệt vời lắm bà con mình, tại vườn mình đang tưới nè, anh chị mình đang tưới, nhiều khi có một số bông nó bị tàn á, đang tưới luôn nè, nhiều lắm. Em lựa vội vàng mình lựa số cây ra cho bà con mình trải nghiệm á, cái thời gian nó gấp rút mà. 128 150 nha, cái cây 128 này nó to hơn mấy cái kia, cao hơn nè. Đây mình đánh giá cái cây này như vậy thì mình phải tăng lên 50 ha. 128 129 100k. 130 cây này to nữa mà cái dáng này cũng gai dáng bonsai rồi nè. 200k nha, y 150 em bà con mình. 130 nha, em đánh dấu cộng là đúng ra nó là 200.000 á, nhưng mà nãy em tính 200.000 nhưng mà em tính lại mình bớt cho bà con mình 50 cho nên bán 150. Anh chị em lưu ý những cái cây này em đánh giá như vậy là rất là rẻ ha, và thần chậu cho anh chị em mình mua trải nghiệm một cây 100.000 mình cũng ship nha. 131 tuyệt vời lắm, 100.000. 132 cũng 100 luôn. Đây ha, 133 100 luôn. Đó, thì gia đình mình
mua mà có người ta dễ ta nói cây nào cũng được thì em sẽ nhắn tin cái số cây cụ thể tự nhiên cho bà con mình, những cây nào còn á, 134 100 ngàn là chưa, 135 100 k luôn. Mấy cái này là nó tỷ giá nó phải hơn anh chị em mình. Em nhà vườn em bán như gì cho anh chị em mình mua thử ha. 136 100 ngàn, 137 200 k, đặc biệt cây này ha. Đây thì cây nào cũng có bông hết. 137 nha, 138 100 k, 138 này cũng trăm á, mà mình chưa cái vẽ số thôi, 138 cũng trăm. Mới đây mà gần hết pin hay sao ta, 139 150. Cây này nó có cái lũa này nè, anh chị mình về mình không thích chơi lũa mình cắt, nhưng có số người người ta thích chơi lũa này ta để nguyên ha. Cây này to nha, 150, 139. À điện thoại mới đây bận quá không có sạc cho nên là mình quay nó cho nhanh nhanh xíu nha bà con mình. 140, 140 này 100 ngàn luôn ha, cây này to nha. 141 100 k luôn, tuyệt vời. 142 150, tàn to. 143 150, 144 200. Đây chơi tàn nha. 145 100 ngàn, 146 100, 147 100, 148 100. Anh chị mình quay tổng thể đi, nó cũng tương tự với nhau anh chị em mình, đối với em là tương tự ha. Mình nghĩa lại một cái mình quay góc rộng á, mình nhìn lại cái đang cho anh chị em mình lựa nha. Đầu tiên là 124 nè, 123 25 nè ha. Là bên đây là cây đầu tiên nha, 124 25 26 27 đó, 28 29 30 31 32 ha, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. Đó thì anh chị em mình nhìn cái cạnh cận xa ha. Còn số mai vàng, mai vàng thì lại quay nhanh như vậy, số anh em mình mà thời gian mình đã biết mặt cây rồi mình dễ làm việc lắm. Mai vàng thì cái lô mà em bán 15 ngàn á, cái lô mà cây giống nè, cây dảo Phú Tân rồi dảo quắn rồi này kia thì em đang nhổ ra đang em thay chất đồng lại, tuyệt vời chưa. Đây nè, nó ghép sẵn hết nó, cho nên là giờ thay chậu lại ha, thay chậu lại rồi mình mới tỉa đầu lại, mình đem ra mình chăm sóc riêng đó. Tại vì cái đây là cái kêu mà giá xô á, số người anh em mà mua thì không có điều kiện mua số nhiều cho nên là người ta chỉ điện người ta hỏi rồi chưa Zalo được. Như gì thì có 15 ngàn nó rất là dễ chơi rồi con mình nè ha, rất là dễ chơi luôn á. Đây rồi mình anh chị em mình lưu số điện thoại em vô ha, và mình đăng ký kênh, mình bấm like để lên những cái video lần sau á, anh chị em mình dễ thấy cái video hơn. Còn những cái cây mà bông trắng hay những cái cây mà mình chưa có kịp mà mình lên mã số á, mình hẹn video tiếp theo. Bây giờ cái đơn hàng nó nhiều quá đi rồi mình em sợ lên video rồi cái làm không có kịp á bà con mình. Đây nè, sam trắng còn nhiều lắm, trắng hay màu nữa. Khách hôm qua có hỏi trắng hay màu thì thông cảm giùm em ha, mình phải lựa ra mình mới lên mã số chứ bây giờ đây phôi còn nhiều lắm. Rồi cảm ơn bà con mình nha.